Đứng Italy này, trong đó thì Zaha là vị tướng cuối cùng PSG họ cấm. Đối với PSG thì khi mà họ đối đầu với lại Madeline coi đây là đội tuyển duy nhất họ không bị áp lực về chọn là nhìn là phải chọn vô nơi hay là cấm vô nơi. Họ có con bà Akali nằm ở đó. Đồng ý là khi mà đi với JK ngày hôm qua thì con nhiều đây đó thực sự rất kinh dị, nhưng mà chắc chắn với một cái đối mềm hơn là Rescue thì bản thân PSG có thể cân nhắc rất là nhiều thứ ở khu vực. Nó nghe không được nã nha. Xui đang để nhá, nhưng tôi nghĩ là nhá cho vui thôi, và thậm chí là Maple cũng đang muốn thể hiện được rằng là anh ta cũng đang bắt đầu dần thích nghi được với meta thời hiện tại. Chọn vô nè. Đó chính là Kylian Maple đến từ đúng không Pháp nha. Với một con bài là con Yone này. Thì đứa nào không liêm thì đã bị gạt đi một mớ rồi, cố gắng tiếp tục phát triển tiếp thôi. Ngày thi đấu thứ hai là ngày thi đấu mà xung quanh chúng ta toàn là Yone thôi. Khi mà Yone là 100% tỷ lệ. Cuộc sống nó phải tiếp diễn thôi các bạn. Và ở bên phía bên kia thì mấy lần coi họ lấy game người ta vẫn chạy mà. Và Vi để đón đầu. Vi là một vị tướng mà Eugia sử dụng rất là thành thục nha, thậm chí là anh ta mọi thứ chỉ kết thúc khi chúng ta bỏ cuộc. Và anh ta sử dụng nó rất là nhiều. Ở bên phía mà bên thể kia thao là không ngừng bỏ cuộc. Nhá và mau cai để lên chung với Yone. Làm sao chơi tiếp thôi. Lượt lựa chọn tiếp theo. Bốc thăm xong chơi tiếp. Liệu là một khu vực đường trên hay là sẽ là một người xạ thủ được lấy trước thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Nếu mà đánh cơ bản thì là Maokai Yone Rimbo form cực đẹp ở khu vực trên dành cho bên phía của PSG. Và PSG thì cũng là đội nổi tiếng là đánh cơ bản mà thôi, chứ cũng chưa có để ra quá nhiều cái quân bài quá nâng cao. Bị cái là tôi cũng chưa có một cái ấn tượng quá đẹp với lại con Rimbo của Achu ở ngay từ giai đoạn lead-in, cho nên hy vọng là anh ta sẽ cải thiện được cái màn trình diễn về con Rimbo của mình. Còn đối với bên phía của MDK thì để kem để coi là họ sẽ chọn cái gì ở trong lượt chọn thứ ba của mình. Và để xem nào. Để xem nào, đó là một con bài Smolder. Như vậy Frescovi sẽ sử dụng con bài Smolder này ở khu vực đường giữa, đối đầu tiếp với cả một bài Yone. Vẫn là một kèo đấu Yone đối đầu với cả một con bài là con Smolder mà thôi. Và rất nhanh Madeline coi họ đã quyết định cấm đi, đó là một con Jhin. Để xem là PSG họ sẽ cấm đi những vị tướng nào tiếp theo. Chắc chắn rồi, có lẽ như là họ sẽ hướng nhiều lên vị trí đường trên hay chăng, hoặc là hỗ trợ trong tình huống này. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Tầm này thì chắc là sẽ cấm. Ôi, lại cấm cá sấu từ bên phía của PSG. Ít nhất là hạn chế được kèo đấu mà bản thân anh chưa thấy có chịu. Chưa kể đó là con cá sấu vào những cái giao tranh tổng thì con Zira mà nó con U công á, nó nhiều khó khăn cho cái việc kết hợp giữa Yone và Maokai nữa. Cho nên việc cấm đi con cá sấu là hợp lý. Còn bên Đam nó nhiều hơn á. Coi họ sẽ cấm cái gì đây? Jhin đã bị cấm đi. Cắm luôn cả Ezreal hay là Ash cho đủ bộ luôn. Với lại nó cũng sẽ đem lại một cái nguồn sát thương phép cho bên phía đội hình của Gam nữa. Còn Ash dành cho bên phía của PSG ở khu vực ở dưới tập đoàn từ Betty. Và để xem lượt cấm cuối cùng PSG là gì đây. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Bây giờ thì vẫn còn cơ hội mà anh em để coi chốt cái còn mạng cuối Gam đánh như nào. Và đường trên. Và đường trên đối đầu với top Rumble thì điểm này cũng không còn nhiều vị tướng nữa rồi. Và bây giờ Aura thì cũng đã bị cấm rồi. Không, xét trên phong độ thì T1 không phải là T1. Nếu T1 là cao nhất thì T1 ở T2, ít nhất là T2 hoặc T2 trừ. Chơi rất nhiều vị tướng và chơi rất là hay. Cái điểm sáng của MDK chính là Avaro này. Và cuối cùng đó là một con bài là con Galio. Như vậy có khi nào Smolder sẽ đi ở khu vực đường trên Galio. Nhưng mà trong một giải đấu á thì thật ra thì vẫn là sẽ là một đội nó có thể đi lên được mà. Galio hỗ trợ. Thăng tiến sức mạnh qua từng vòng đấu vẫn có. Có ra được một cái đó chính là có thể đánh được cơ miêu khu vực trên dành cho Merwin. Đúng vậy. À đúng rồi. Hợp lý hay. Đây có thể là cái chiến thuật được đề ra từ bên phía của MDK và sẽ khiến cho PSG gặp một vài khó khăn ở khoảng thời gian giữa game. Và cuối cùng đó là PNC họ đang muốn lấy Kai'Sa dành cho Betty. Là sao? Bây giờ cuối cùng Mason Greenwood đi. Anh chàng này sẽ còn một lựa chọn cuối cùng. Chúng ta cùng chờ đợi xem là gì đây. Real, một vị tướng rất tốt mà. Với cả MDK, nhưng bên phía bên kia có Galio rồi, cũng khá là ổn để chống lại con Real này. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem lựa chọn cuối cùng ở đường trên dành cho Merwin là gì. Hay là họ sẽ để cho tôi nghĩ là cái việc swap con Smolder lên đường trên nó rất là khó. Đúng. Đây là swap con Zeke ra mid cũng khó luôn. Là tôi nghĩ rằng ở thời điểm này là Galio top à? Galio top. Đối đầu Rumble được. Đấy, em bảo rồi. Galio này có thể sẽ đi đường đơn bởi vì Galio top những chỉnh sửa đã giúp anh ta được tăng sức mạnh đôi chút, nhưng mà Galio thì sẽ không sợ Rumble nha. Đội chuyên nghiệp có thể mang ra. Nhưng ngày hôm nay trận đấu cuối cùng là một đội LEC và họ hoàn toàn có thể làm được điều này. Và thậm chí ngay bây giờ có vẻ như là Galio sẽ đi đường trên và Smolder sẽ đi đường giữa, trong khi đó đường dưới sẽ là Zeke và Alistar. Bên phía bên kia thì PSG cho chúng ta một cái đội hình tương đối quen thuộc trong ngày hôm nay, thậm chí là nó
nó khá là toàn diện đến từ các vị trí. Đây là đội hình giao tranh tổng rất là mạnh mẽ. Và không biết là cả hai đội sẽ đánh như thế nào với chất đội hình của mình. Thật ra cái thế giữa Galio và Rumble ở khu vực trên nó sẽ giống như cái thế giữa con Jack với con Rumble. Vì không, không đồng ý nhé anh chị. Không, nó có áp lực găng, nghĩa là nó có áp lực găng từ bên phía con Galio. Nếu như mà Rumble họ chủ động đẩy á, thì Galio sẽ chờ thời để cho con Vi lên khu vực trên và hiệu khống chế đến từ Galio sẽ khiến cho Rumble gặp một vài khó khăn nhất định. Tôi nghĩ là Galio đi lên với cả Rumble rất là dễ so với. Vâng, chủ trì bỏ ban nha. Và nhưng mà chị Tabo đánh như thế nào, nhưng mà có một điều em thấy là hai cái lá thăm Ben Gaming là cơ hội cho T1 nó thở rồi anh em, nó thở rồi nó bắt đầu rút kinh nghiệm và nó sẽ tăng tiến thôi. Cái đội này nó không bao giờ nó fail sớm đâu. Vâng, và xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với ván đấu cuối cùng của vòng thi. Các bạn đã được xem cái giải đấu nào mà T1 nó thọt trước bán kết chưa? Từ năm 2022 đến giờ, cái phiên bản 2022 của T1 này đến giờ. Người anh em thì dù cho nó có khốn đốn đến cỡ nào thì cái khả năng leo tháp của nó vẫn ác lắm. Không hiểu sao thì Melon lại là đội có mang bóng hình của VCS nhiều hơn, khi mà con Galio này đã có 2 lần xuất hiện ở trên trong năm nay tại VCS. Vâng bạn nha, để có gì mình xem lại cái đó. Và nó đều đã có được những cái sự thành công nhất định trong cái kèo đối đầu với Rumble bên kia, với việc là một chất tướng thuần khắc chế những vị tướng gây sát thương phép thuật. Thì để xem Galio trong tay của Merwin sẽ làm được như thế nào trước Rumble trong tay của iChu. Và thậm chí đó là một con Rumble chinh phục để hướng tới những pha tranh dài hơi. So với bên kia là Merwin, một cái quyền bất diệt để chuyết ngắn. Tôi nghĩ là nhìn thấy con Galio thì phải lên chinh phục. Bởi vì mình biết là mang thiên thạch thì cấu không xuyên qua được cái khả năng lớp giáp kháng phép của con bài Galio này. Trong khi đó chúng ta nhìn thấy con Zik trong tay của Supa cũng chính là quân bài đã gieo sầu cho PSG. Tôi vẫn nhớ cái màn gọi là đuổi từ đường dưới chạy lên đường trên và Maple đi luôn với một con Akali khi mà Supa ra quăng bom quá chính xác. Yone. Con Zik cũng là một chất tướng mà bạn bị ban rất nhiều và chưa có ai pick trước trận gặp trước trận Fnatic. Sau đó thì chúng ta thấy hai lần liên tiếp Zik được xuất hiện. Cho đến thời điểm hiện tại ở vòng play vòng Thụy Sĩ này thì Zik vẫn đang có tỷ lệ thắng 100% nhé. Như nào nhỉ? Chất tướng nó cũng đang tạo ra được những sự khó chịu giống như những gì mà Jin đã làm được trước đó với tỷ lệ thắng rất cao của những cái chất tướng phòng ngự ở đường dưới như thế này. Thì để xem Supa, anh ta đã có những màn trình diễn xuất sắc với Zik rồi. Để xem đây có phải là một ván thi đấu với cái màn trình diễn tương tự như Supa hay không. Trong khi đó thì khu đường giữa Fresco Wii và Maple cũng đã trao đổi sát thương với nhau. Ô, sốc điện. Sốc điện đến từ con Yone. Bây giờ trận trước nó đánh Akali đúng không? Thì là một cái quyền đăng đến từ Fresco Wii. Sốc điện thì bây giờ chúng ta cùng nhìn xem pha này trước. Nó không đổi và Alvaro đã sử dụng cú hất rất nhanh. Xuống ngựa thì tôi hất lên thôi. Đây là một cái thế mà PSG bắt buộc phải đẩy trước đợt lính này. Đợt trước đánh Akali ấy, khi mà Zik có cấp độ rồi ấy, thì Kai'Sa với cả Rell cũng không đẩy ngược lại được. Rồi. Ở giờ Việt Nam thì là khoảng 2 giờ sáng. Giờ Châu thì tôi nhớ là đang giờ khá đẹp thì chắc chắn là không thể nào nhầm, gọi là các bạn thấy nó bịp chưa? Chọn nhầm ngọc đến từ Maple được. Mình nói rồi. Mình nói các bạn rồi, thằng này mấy thằng LV là mấy thằng bịp nhất của cái giải này, các bạn thấy bịp chưa? Yone sát lực hay là sốc sát thương. Thấy bịp chưa? Tôi nhớ là trong những cái lần mà hôm bữa hai thằng này đánh nhau nè, cũng là KOL ở Việt Nam. Thằng khốn nạn này là không mua đồ rừng nè. Thằng này thì Yone sốc điện nè. Như vậy anh chỉ trả lời rất đơn giản, bấm nhầm. Không biết là Maple cái sốc điện này thì trông nó hơi khó hiểu. Nhưng có lẽ là anh ta muốn có cho mình là hai cái điểm ngọc phụ đều đây. Khả năng hồi phục chăng? Làm sao kích được sốc đây. Điện? Đó, đánh đường đúp giật về là có sốc điện. Nhưng mà trông có vẻ vẫn lục máu. tôi không biết là khả năng hồi phục ở đâu. Chỉ chúng ta sẽ có vị máu và hấp thụ sinh mệnh. Thì hai điểm đấy là được. Nhưng mà nếu mà bạn cầm bước chân ấy thì bạn vẫn có hấp thụ sinh mệnh. Bạn có bước chân và bạn có thêm cả gọi gió thứ hai cơ. Nó sẽ ngon hơn so với những tình huống là phải hồi đến từ cái vị máu đó. Vị máu hồi lâu lắm. Hồi rất là lâu, khoảng hơn 20 giây một lần cơ. So với khả năng hồi phục đến từ gọn gió thứ hai thì sẽ yếu hơn rất là nhiều. Và nó sẽ ưu tiên cho những cái vị tướng mà bạn chủ động chọn sát thương, chứ không phải là kéo dưới. Thì để xem Maple sẽ xử lý như nào đây. Tạm thời thì đang là khó thở. Và cái tốc độ tích số đến từ Fescoe với Smodo đỉnh giữa vẫn đang là khá ổn, 17 số rồi. Gần phút thứ tư. Còn cua thì mỗi bên sẽ có một con. Đây sẽ là một sự lựa chọn khá là thú vị. Và Eoya đang hướng xuống cánh dưới. Một cánh mà họ muốn đảm bảo. Bởi vì dù sao thì với phong độ của MBNTK vào thời điểm hiện tại ấy, chúng ta ai cũng nhìn thấy Supa và Ambro đang là cặp đôi cánh tim. Merwin sẽ đánh thủ hòa và Eoya sẽ đánh xoay quanh đường dưới. Fescoe tự chơi. Ôi, cầm cú đấm bùng nổ. Ngay lập tức nhìn thấy Junja với một con mèo ở đây. Ngay lập tức Eoya sẽ lùi về.
Nhưng mà Vescovi cũng sẽ phải về mà thôi. Mà dù anh ta có bánh quy nhá, vẫn có thể trụ thêm được một đợt lính nữa. Nhưng anh ta muốn về lấy nước mắt. Không lấy nước mắt à? À đây rồi, đây rồi. Bắt buộc phải có nước mắt thôi chứ Smolder đứng giữa mà bạn lại không lấy nước mắt thì nó cũng hơi gọi là đổi mới một chút xíu. Có thể là đánh rank bạn sẽ lên được, nhưng mà đánh giải thì nên là nước mắt vì đẩy đường và cấu rỉa sẽ tốn rất nhiều năng lượng. Chẳng hiểu cười thì cần phải có nước mắt. Và cuối cùng thì Fescue cũng đã gọi là nhớ ra, kịp tỉnh ngộ ra trước khi mà anh ta rời khỏi cửa hàng. Mà thực ra không có năng lượng, không có nước mắt thì con Smolder là rất khó để trụ đường ở khu vực đường giữa. Và bạn lên một cái hỏa ngọc, đúng là bạn thực ra là chỉ có thể chống được cái lượng sát thương sốc đến từ một cái sốc điện bên phía bên kia thôi. Nhưng mà đâu có đau đâu. Nó không đau lắm đâu. Đúng rồi, không đau một chút nào nữa từ cái sốc điện của Maple trong những cái tình huống mà chúng ta vừa được chứng kiến, thậm chí những cái tình huống hắt xì rồi. Má chuyên môn bị mới tới trận 2-3 giờ sáng hết đó, bắt đầu có mấy cái dị hợm nào. Nó kích được cái quyền năng đấy chứ. Ừ, nó kích được cái quyền năng. Đây thì Achu không được biến về, Merwin lao vào đấm không thành công. Tôi nghĩ là pha đấm đấy là thành công bởi vì nó đấm của nội tại và kích hoạt quyền năng thôi, không phải là một. Nhà buồn cười lắm. Thằng mới win này ở LVC các bạn có khi nó còn đánh Lulu top nữa anh em. Vẫn hủy được biến về. Nó đem trở lại một cái lối chơi xưa cũ để không cho đời chơi đứng trên với gì có được cái. Nó đánh Lulu top luôn mà. Tác động vào pha sâu tiếp theo. Nhưng bây giờ khi mà cả hai bên đều cần mua trang bị thì sẽ là bấm B biến về. Nhưng mà Achu lại tiến hủy của bấm B biến về của mình. Còn Smolder à không, chính xác là Zik lại là dịch chuyển lên đường trên đến từ Suba. Và Galio của Merwin lại dịch chuyển xuống đường dưới. Đánh sâu. Họ muốn đánh sâu thôi. Dễ tí cho vui cũng được. Cái đợt lính ở đường trên này để lên cấp độ 6. Khi có siêu bom địa ngục thì họ sẽ kiểm soát được con sâu đầu tiên này tốt hơn. Yone này lao vào trây ngắn xong rồi giật hồn về lên sốc điện nghe hợp lý mà anh em. Thôi, nó chỉ cung cấp cho bạn một lượng giáp thôi, nó không có một lượng sát thương trên diện rộng. Nên dịch lên cấp độ 6 sẽ là một ngưỡng sức mạnh mà bên phía của MBK đang hướng đến. Fascoy đã có cấp độ 6 rồi. Supa rất cố gắng nhưng mà đợt lính này sẽ là chưa đủ. Bằng cách nào đấy thì Maple đang nhỉnh hơn một chút xíu về kinh nghiệm so với Fascoy. Không biết là có thể là anh ta phá được một con mắt ở đâu đó, chứ còn về lượng chỉ số lính thì hai bên đang là ngang nhau. Dòng đang được khởi động, chính xác là sâu đang được khởi động đến từ Madden Coin, họ có một con. Và tạm thời là đang nhường cho Junja kiểm soát vì Elia chưa có trừng phạt. Cả hai tướng đi rừng đều là những chất tướng mà cần cấp độ cuối. Nhưng mà Junja có một pha mà trừng phạt hơi sợ, sau đó phải sử dụng sóng cổ học. Và giờ thì thôi, bạn đã nhường thì mình lấy tiếp. Sao cái thế trận đánh hỏa hoãn này tôi nghe mùi 30-40 phút nữa nhỉ? Lại còn thêm Smolder, thêm nước mắt nữa. Thì mình nghĩ đúng là lấy sốc điện thử anh em có tác động bất chợt á, cái bảng đỏ. Chất tướng cần thời gian của họ, còn PSG đánh một đội hình rất cơ bản, một đội hình đánh giao tranh tổng. Và kiểu như bay vô chém không? Đấy tác động bất chợt đó, trây ngắn và rút về. Đến từ Maple. Và lần này thì anh ta chuyết có vẻ lời hơn rồi. Đấy là bây giờ anh ta đã có thêm một cái dao găm. Thậm chí anh ta lên lưỡi hái để farm. Tôi thấy đúng là giá chất ở PSG đấy. Ừ. Nếu mà chất là lên ngọc thì có vẻ là hổ báo, nhưng mà cuối cùng thì mình cũng chỉ hướng đến việc là farm thôi. Farm có đồ thôi. Và bây giờ thì Achu cũng là Merwin, đúng là một cái đợt đẩy mà Merwin sẽ sẵn sàng đón mà thôi. Merwin đang là người hy sinh nhưng cũng không chạm được vào khiên trụ đến từ bên phía PSG. Thế là bên phía Madlen lại là tạm thời là người có lợi khi mà họ đang tiếp cận được cái khiên trụ ở cánh trên này. Supa đứng ở đây 1-2 trông rất tự tin bởi vì anh ta biết rằng mình có một cái gói chất nổ. Real lao vào thì anh ta bấm bay về mà thôi. Anh ta cũng đã có bí chương thất truyền rồi. Lượng sát thương đến từ Zik với những tiếng bom nảy sẽ là lớn hơn. Còn sát thương từ Vescovi thì tạm thời là đang chưa có. Merwin va chạm với Achu. Có một đòn đánh nội tại nhưng mà không có khiến nó bất diệt. Này thì chưa có sốc điện nhưng mà Vescovi cũng đã bắt đầu phải dè chừng khi mà Maple cũng đã có một vài những cái mảnh trang bị nhỏ cung cấp cho anh ta khả năng trở sát thương tốt hơn. Trong khi đó bên phía Vescovi chỉ là dày và một cái nước mắt mà thôi. Bây giờ có Avaro ở đây, Maple có thông tin, anh ta sẽ lùi về. Maple đã phải trả giá với con Anissa của Avaro. À, hiểu ra không đây? Nào, bây giờ Maple có... Ui, nhanh thế. Một cú đấm đã đổi một chiêu cuối. Lời. Và nó sẽ khiến cho bên phía Madden Coin, nếu như muốn thì họ sẽ kiểm soát được cả con rồng ở cánh dưới luôn với việc là đang lời hơn đối phương một chiêu cuối. Lao đến đánh, trước khi được sốc điện, đến từ Maple. Tạm thời là rất ngồi đếm sốc điện. Bây giờ là một cái thế trận cực kỳ hòa hoãn đến từ cả hai bên, nhưng mà bãi sâu đầu chia một bên một và bên hai. Bên phía của Madden sẽ lời hơn một chút về mặt kinh nghiệm, nhưng mà vấn đề là Junja khi mà anh ta mất lợi thế đang rất là tập trung vào farm. Nên kinh nghiệm của anh ta lại lên trước so với Eroia, và đây đúng là cái thế mà tôi không thích xem nhất của PSG, cái thế mà họ ru ngủ đối thủ và thậm chí là ru ngủ tất cả khán giả luôn. Đây là cái thế mà PSG đánh gọi là bao lâu nay rồi, họ lúc rất nào là thì... thích những cái lối đánh chậm rãi như thế này và chờ đợi đối phương mắc sai lầm trước và từ đó khai thác vào những cái sai lầm của đối phương. Thì chúng ta hãy cùng chờ xem là bên phía Madden Coin họ đã từng thắng PSG một lần trong một cặp BO3. Lần này thì chỉ là BO1 mà thôi,
thì sẽ có cơ hội để cho Madden Coin tạo ra được những cái sự đột biến của họ. Những chất tướng mặc dù là tốn thời gian, nhưng Zeke của Supa thì không lấy nước mắt và anh ta đang hướng thẳng tới những món trang bị thuần sát thương. Thì đó có thể là một sự đột biến trước khi mà Madden Coin chạm tới ngưỡng sức mạnh của một con Smolder 225 số và phun nước mắt. Nhưng vấn đề ở thời điểm hiện tại các bạn có thể nhìn thấy, khi mà bạn có Zeke trong đội hình mà bạn không hơn tiền đối phương, bạn không ép bởi các lớp khiên trụ, thì đội hình của Madden đang bị thiếu hụt đi cái sức ép để tạo ra khi mà giai đoạn đi đường như này. Thì khi mà Supa không xanh thì cái khả năng đẩy đường giữa của anh ta sẽ bị giảm, và con Kai'Sa của Betty hoàn toàn có thể cân ngược trở lại, không quá e sợ tình huống cấu rỉa từ xa nữa, bởi vì những quả bom của Supa không quá đau. Ở ván thi đấu trước rất khác, Zeke của Noah có được súng lục lưu đần nhiều khi nó đánh chậm nhưng mà nó end nhanh anh em, và đẩy lính lên khiến cho Gambit Sport không thể lăn cầu tuyết được. Nhưng nhiều khi đánh chậm nhưng mà nó lại end nhanh thì sao? Coi lại là một đội tuyển không lăn được quả cầu tuyết với con Zeke này. Như vậy là họ sẽ phải chờ tới sâu lượt 2 và có thể là sẽ là cái nứt để có thể thực sự phát huy tối đa sức mạnh của con Zeke trong tay Supa. Với những lần sử dụng chiêu cuối trúng nhiều người với sát thương diện rộng của mình, anh ta đã có được cấp độ 8 rồi, và những cái món trang bị nhỏ để có thể hướng tới Zuludon ở trong khoảng gian tiếp theo. Tôi nghĩ là chắc là sẽ khoảng cùng 2 phút nữa thôi là sẽ có súng lục Zuludon dành cho Supa. Còn được hiện tại sẽ là chờ sâu lượt 2, và đang có những chú MB biến về đến từ bên phía của Woody để có thể đảo lên cánh trên cùng với Betty và kiểm soát. Pidgey ăn miếng cho đỡ buồn ngủ. Mọi người có gì thì lấy ra nhai nhai đỡ buồn ngủ. Bộ lợi sâu. Còn nếu như muốn ngăn chặn đối phương không có được bộ lợi sâu thì họ cũng sẽ phải cố gắng để ăn được 2 sâu. Chính xác là như vậy rồi, họ đang lỗ hơn khá là nhiều về cái lượng sâu này. Và bên phía MBK cũng vậy, chúng ta có thể có được một pha giao tranh đây. Tôi đã trở nên hào hứng hơn được rồi, tôi đã hồi sinh rồi các bạn. Có thể là sẽ có giao tranh ở bãi sâu 2 này khi mà các món trang bị đầu tiên, ví dụ như cái súng lục Luden đã có, và Junja cũng đã có được Iron Sorry. Iron Sorry rất mạnh ở những pha giao tranh sớm như thế này. Trong khi đó bên phía bên kia sát thưởng họ đang bị thiếu hụt một phần nào đó. Avalo đang bị giữ lại đây, đã hất được Achu về. Nhưng mà Achu đang bị tâng lên, một cú gom hai người đến Udi. Mưa tên lửa giải ra là khá đẹp, và Maple đang lao vào chém, và Merwin sẽ là người kẹt lại. Chiến công đầu dành cho Achu. Bên này thì quăng tiếp vào người của Frescovi. Frescovi còn tốc biến nhưng ta bị hất ngược trở lại. Sốc đỉnh thì sao? Tốc biến qua tường. Sốc đỉnh thì sao? Sốc đỉnh thì sao? Sốc đỉnh thì sao? Và đó là tình huống hạ gục tiếp theo. 2-0 dành cho BG. 2-0 dành cho BG, và đó là điểm hạ gục. 1 cho Achu, 1 cho Maple. Những chất tướng rất cần tài nguyên ở thời hiện tại đến từ bên phía BG. Một tình huống mà chúng ta cũng không thể nói đó là giao tranh được, khi mà Alvaro bắt lẻ. Và sau đó anh ta cố gắng hất Achu về để cho Merwin và một con Smolder của Fescovi hứng. Nhưng rõ ràng là với những cái tên như vậy thì lấy đâu ra sát thương để cho MDK có thể tự tin như vậy, khi mà Zeke đang ở đường trên, khi mà Elia cũng đang ở đường trên. Và rõ ràng là tình huống đưa ra định giao tranh sai lầm đã khiến cho bên phía của Madden Coin phải trả giá. Sao nó gọi mẹ ác như ta? Họ mất đi quyền kiểm soát ở hang sâu, họ mất luôn, đó là hai điểm hạ gục. Đây là một cái pha mà tôi nghĩ kỹ, hình như là Maple thoát bóng không qua tường. Má khó bất thế nếu gì nhỉ. Đấy, chúng ta có thể tối hai sáng coi mấy này ngược trở lại, và bây giờ Eloya đang muốn tấn công quá chứ, nhưng có Udi bấm phi nước đại và Eloya phải lùi. Tuy nhiên MDK lại làm rất là tốt ở cái nhịp này, là họ sẽ có được những lớp khiên trụ và có thể phá được. Ngủ trễ thôi, lát nữa 3 giờ ngủ. Ba đang có, mình có chất nổ rất đông thành viên đến 3 giờ ngủ được tới 10 giờ. Dưới cái quyết tâm lấy trụ một tòa đồ của họ đang là rất rõ ràng, đã kích hoạt được ngưỡng sát thương của gói chất nổ, và Supa đang muốn là để cho đối phương mất thêm một vài chỉ số lính nữa trước khi gói chất nổ đó kích hoạt. Và vẫn sẽ có trụ bộ tỏa bản đồ dành cho Madden Coin, mặc dù họ không kiểm soát được sứ giả khe nứt và cái gọi là khoảng cách trên lề về tiền đang là nhỉnh hơn một chút xíu dành cho Betty mà thôi. Hiệu có 2 điểm hạ gục, còn Madden Coin có được một lượng lớn tiền đến từ trụ bộ tỏa bản đồ, và Supa được hưởng rất nhiều tiền từ tình huống đó. Bây giờ là một thế mà Maple có thể tự do chém vào Merwin mà thôi, bởi Merwin mang lên áo choàng hắc quang. Cái món này là một món mà bạn có kháng phép chứ bạn không có giáp. Bạn chỉ lên thêm một cái giáp nữa thì rất là yếu, và bên kia cứ thế chém ngon chưa mất máu tại chưa có đồ. Món trang bị nó sẽ giúp cho Merwin dọn dẹp lính và đi đường với Achu nó đỡ vất vả hơn. Còn rõ ràng là khi đảo lên đi với Maple thì không nhiều tác dụng cho lắm. Mọi đội đều có 3 mạng. Sát thương phép, nhưng phần lớn năm ngoái Gam cũng có được một trận thắng. Khi mà Gam xài cái mạng cuối cùng cho việc là anh ta phải đi bắt cặp cùng với Maple. Còn đường dưới Achu lợi thế 4 sâu của bên phía PSG. Họ đang bóc dần những lớp khiên trụ cánh dưới này. Và Fescovi thì sao? Hơn 100 stack rồi, đang cố gắng để có thể tiếp cận với 225 càng nhanh càng tốt. Đường trên cũng là khoảng thời gian chống để cho mình có thể khai thác những lớp khiên trụ này. Và anh ta chắc là sẽ có được thêm lớp này nữa. Không, lính sẽ không đánh kịp. Đánh rất là vòng phòng ngự đấy là Merwin mà thôi. Đánh một cái xong lùi về.
Achu sẽ tiếp tục bị chăm sóc. Achu chưa hồi lại tốc biến. Fescoe đang băng e lên. Đó là một tình huống mưa tên lửa rất đẹp đến từ Achu. Chưa cuối tả xong ưu đột và Achu đang đứng ở đây dồn sát thương. Eoga tí nữa thì trắng cây máu, nhưng đó đã là điểm hạ gục dành cho Fescoe rồi. Và trao đổi ngược trở lại thì Maple có thể sẽ lấy được cái trụ một ở đường trên của Melon. Maple sẽ có thể có được trụ một ở cánh trên dành cho mấy phía PSG, còn cánh dưới thì Fescoe và Zik của Zumba cộng thêm Avaro nữa, khả năng cao đó sẽ lấy được trụ hai ở cánh dưới này khi không còn những lớp kiên trụ bảo vệ. Và khả năng bóc công trình đến từ Zik và Avaro với tài phát hủy diệt sẽ là có. Vâng Tuấn nhỉ, có trụ hai rất nhanh, chẳng cuối bốc được tay là săn luôn thì ngon luôn. Cánh trên trụ một có, sứ giả cũng có dành cho Zumba, nhưng để xem họ sẽ khai thác con sứ giả như thế nào khi mà trụ một đường giữa của Balancoi vẫn còn đang là tương đối nhiều máu. Không lựa dần của Binet khó lắm. Con sứ giả này có lẽ là sẽ thả ra để tạo. Tại vì ngay cả khi là Binet vô địch thì trước Binet vẫn còn. Nó sẽ khiến cho cái linh hồn của ván đấu này thực sự rất. Hai người, ba người nữa. Đó đã mất. Wow. Lượng có mặt đây. Đó là một tình huống mà Avaro bắt buộc phải sử dụng chiêu cuối. Cuối cùng tôi cũng đã nhìn ra được tại sao phải mang sốc điện. Đấy là burst một phát đối phương giật về một cục máu. Sau đó là mình đi về thôi. Bắt đầu là cũng đau rồi với cái dự án sốc điện đến từ Maple. Và nó cũng cho thấy cái ý đồ của anh ta với những tình huống gọi là cấu rỉa nhẹ nhẹ mà thôi. Tầm này với một cái suy phong thì sát thương cũng sẽ là có nhiều hơn. Và con rồng đã được khởi động đến từ PSG. Mắt lên coi sẽ xử lý như nào đây. Có khi giáo án mà hy sinh giai đoạn đi đường để củng cố giai đoạn mid game này là hay chứ. Giờ thì con rồng đang nằm trong tầm tấn công của PSG. Nhưng đừng quên là bên phía Madden có siêu bom địa ngục. Và quyết định của họ là không chơi. Họ muốn dành những chiêu cuối của mình để giao tranh ở một cái góc đẹp hơn. Ở thời điểm hiện tại đối phương đang có cho mình là sứ giả. Có lẽ sẽ là một tình huống mà thả sứ giả thì bên phía Madden sẽ phản công. Ở giai đoạn này vẫn là giai đoạn mà họ muốn tăng tiến sức mạnh thêm. Nhưng mà đấy, tăng tiến sức mạnh kiểu này thì Fescoe khó thở rồi. Đây một pha chém rất đau nữa. Bên này cũng có giao tranh và Supa đã nằm xuống. Amor đang là người kẹt lại, ta đấm choáng một người, tốc biến qua bên kia tường. Eroya chạy còn nhanh hơn. Và đó là một pha mà hai đường của Madden đều có người bị nằm xuống. Một tình huống solo kill thành công của Maple vào vị trí của Fescoe. Nó cho thấy cái giao án Yone sốc điện của không lẽ anh cả đồ. Lại bỏ em Gam đi lên nhánh một đều. Khu vực đường giữa thì Supa cũng đã nằm xuống với một tình huống tấn công đến từ phía PSG và họ có luôn được trụ một. Anh cả lên nhánh một đều rồi. Cả hình như cũng đã đầu tư. Như vậy là một con giả ổn dành cho bên phía PSG, trụ một đường dưới thì sao đây? Achu có 4 sâu. Anh ta cũng sẽ không gặp khó khăn gì. Một tình huống muốn tấn công đến Eroya, bóc được lớp khiên, được khiên vàng thượng giới rồi, nhưng đây là một con rèo, bạn tấn công vào là quá phí. Ở đây thì Maple với sốc điện và với một cái gươm suy vọng người ta chém hết. Mặc dù vậy thì Merwin cũng chỉ ra đây để có thể đẩy lính mà thôi. Đẩy lính tiếp đến từ Madden ở khu vực đường giữa. Junja đang có mặt. Tuy nhiên Betty với dao điện anh ta có thể đẩy nhanh. Xong trận này bốc luôn nha anh em. Cứ xong mỗi ngày là chúng ta bốc liền luôn. Nó rất là lỗi. Ngày nào cũng vậy. Ngọc nào thì nó cũng sẽ đưa ra một cái kết quả như vậy thôi. Nó sẽ khiến cho cái dạng đi đường của Maple là khó thở một chút xíu. Chứ còn về giai đoạn sau khi mà đã có 1 cho tới 2 món trang bị lớn thì cái sát thương DPS đến từ Yone vẫn sẽ là rất nhiều. Và Maple vẫn đang thành công với cái giao án của anh ta. Hôm nay sớm hơn nhiều mà anh em. Vẫn đang chơi tốt. Cái tình huống trễ nhất là chắc là 20 phút nữa xong game rồi. Và họ vẫn đang có được một cái thế chủ động là khoảng chừng 40 phút nữa là bốc thăm xong. Khoảng cách chiếc này về tiền đâu chúng ta sẽ kết thúc vào lúc 3 giờ. 17. Betty thì cũng đang cố gắng hướng tới món trang bị 2 rồi. Elia đấm vào Woody làm gì đây? Woody ở tình huống xuống ngựa để bỏ chạy và Junja đã có những cái chồi cây ở đây để có thể rút lui về. Chưa tung ra chiêu cuối là Junja, anh ta đã không còn tốc biến nữa rồi. Ba bật chiêu cuối luôn. Một tình huống chạy và Avaro sẽ là người đỡ nhưng dịch chuyển chặn đầu đến từ Maple. Bên này thì là một người Junja bị húc ngược trở lại những mưa tên lửa cực kỳ đẹp. Có siêu hùng dáng thế từ Merwin nhưng bên này Achu mất máu nhiều quá nhưng Eroya là người nằm xuống cơ. Một tình huống đu theo rất xa của Junja. Maple bên này bây giờ mất bóng chém với người Fescoe. Fescoe bắt một hey. Và đó là một tình huống mà Merwin phải mất tốc biến. Woody và Junja đẩy hết lên. Mẹ đã. PSG có thể hài lòng được với pha trao đổi này. Đánh nhau ôm tùm. Và cuối cùng thì bên phía của PSG chỉ có được đúng một điểm hạ gục của Eroya mà thôi. Một tình huống mà cứ tưởng rằng là cái cú đấm công lý của Merwin tự bóp anh ta. Nhưng mà không, vẫn còn tốc biến để giúp cho Merwin lùi về an toàn. Và PSG, họ hài lòng với việc là có điểm hạ gục Aya trong tiếng vừa rồi. Hiện tại thì chưa có mục tiêu nào cả. Cho nên họ chỉ lấy được thế để kiểm soát Baron ở trong khoảng chừng hơn một phút nữa mà thôi. Thì tôi nghĩ rằng mục tiêu dễ tiếp cận hơn đối với cả hai bên vẫn sẽ là con rồng. Thì lượng tầm nhìn đều đang gần như là rất hạn chế dành cho cả Baron Coin và PSG ở cánh dưới. Chính xác như vậy. Nhưng mà quan trọng là PSG đã lấy được hai tốc biến là của Merwin và của Eoya. Nó sẽ giúp cho họ giao tranh ở cánh dưới này tốt hơn. Nhưng mà mục tiêu thì ở thời điểm hiện tại không có một mục tiêu nào ngon ăn cả.
khi mà PSG cũng đã đẩy xong những cái dàn trụ ngoài, đẩy trụ hai thì nó hơi dài, cái đường hơi dài, bạn đi bạn sẽ dễ bị bọc đầu, nên bên phía PSG sẽ tạm thời dừng lại. Đây là một giai đoạn mà họ muốn chờ cho cái tốc biến của Junja hồi, và lúc đấy họ sẽ triển khai tấn công vào rừng của đối phương, bắt Eloya và tạo tiền đề để đánh các mục tiêu sau. Bắt Eloya cũng có thể là một phương án khả thi đến từ bên phía của PSG, khi mà lượng sát thương mà bên phía của Eloya có thể chống đỡ được chỉ là sát thương phép mà thôi, với việc anh ta có một cái mảnh khá phép nhỏ và một cái giày thủy ngân, thì cái lượng sát thương dồn vào đến từ Maple Betty vẫn sẽ là có, và khiến cho người chơi đi rừng của Malencoy nếu như bắt lại anh ta sẽ nằm xuống rất là nhanh. Còn những thành viên khác đều đang có được những cái bảo hiểm nhất định rồi. Fescoe thì quá, khá là trâu với một con Smolder. Vâng Tuấn nha. Quyền đã bất diệt. Anh ta farm được khá là nhiều điểm máu tối đa. Nhưng mà mình nghĩ là tụi nó không kéo dài, thằng này tụi hai thằng này thì không kéo dài đâu. Pa thì với tầm tấn công xa, nó cứ BK vô mấy cái chỗ mục tiêu Baron vào xạ thủ Malencoy thì để xem chết nhiều là end game à. Đến từ hai bên sẽ là như nào đây? Mà tôi nghĩ là cánh đẩy lẻ của Maple ấy, còn đây bay vào bắt được Fescoe. Tại sao lại buồn ngủ bay không qua tường? Bay không qua tường, thì là người đã có được cho mình điểm hạ gục. Ôi tự nhiên dễ quá. Đang cần bắt người để kiểm soát khu vực hang rừng. Vui như vậy mà buồn ngủ. Vừa nói về việc là con Smolder này sẽ khá là trâu, với việc nó có máu cộng thêm thì Betty tới với cái khả năng gây sát thương theo phần trăm máu tối đa của mình với con bài Kai'Sa. Sau đó thì có được điểm, ôi mất luôn cả bất khuất đến từ Alvaro. Maple chém đơn giản một vài nhịp mà thôi, anh ta đã có 200 trang bị lớn rồi. Khả năng kiểm soát rồng đến từ PSG bây giờ những sẽ là rất dễ dàng. Trong khi đó bài toán mà Malencoy phải giải đáp, họ vẫn đang chưa thể tìm kiếm lời giải được với những cái sự lựa chọn của mình. Một săn ác chứ bộ. Chỉ tung một cú đấm bùng nổ lên và mất người. Farm vượt thời gian hai mạng. Dính ngay một tình huống kích hoạt truy phản kích để rồi Yone của Maple sẽ ra. Đúng rồi, mà những kẻ che Maple là không biết gì về Yone. Là con rồng đất đầu tiên mà họ có. Và dòng đất thế này là tiện quá, Maple sẽ tiếp tục là một cánh đẩy lẻ cực kỳ khó chịu khi mà bây giờ anh ta được gia tăng thêm khả năng chống chịu. Khả năng là Maple cũng sẽ cốt play C2 Cup ngày hôm qua mà thôi, liên tục áp lực ở cánh. Giao tranh thì ngoài những điểm hợp cũng sớm ra thì Maple cũng chưa có... Ông Nguyễn Hồng Quang nha, cũng là một cái kịch bản tốt. Thì thôi thì cứ đẩy cánh thì cũng được, có 4 sâu mà, di chuyển cứ sắp hồi lại rồi. Những thành viên còn lại bên phía PSG thì đang hướng sự chú ý lên cánh trên, nơi mà Baron đã xuất hiện, tương tự là Malencoy. Cánh trên đã đẩy được khá tốt đến từ Fescoe và anh ta đang gần chạm mốc 200 số đến từ bài Smolder rồi. Vẫn còn một khoảng thời gian nữa để có thể chờ tới lúc hoàn thành đủ 225 stack. Đường giữa thì trụ một của PSG vẫn đang đứng vững, lượng máu vẫn là nhiều. Một gói chất lượng sẽ chờ đủ luôn. Mở ra tranh đến từ PSG. Bây giờ sao không? Bắt được ai không? Bỏ che. Muốn phản công không dính ai luôn. Bởi vì bật quyền lực thiên nhiên ở hơi xa. Cái gì vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Mưa tên lửa gì vậy? Cuối ở Maple cũng là hai người. Siêu bom miệng ngục vài siêu hùng dáng thế đáp xuống. Nhưng Betty bay ra đằng sau tấn công vào người Fescoe. Anh ta hạ gục được Smolder. Bên này thì Alvaro tốc biến qua bên kia tường. Nhưng Maple đang cố chém hụt vào Supa. Quăng bom lại là cũng là khá gắt. Nhưng mà Achu đang sấy. Những kẻ che Achu là đã biết gì về mưa tên lửa. Vẫn hai màn. Có được 4 điểm hạ gục. Một tình huống combo combo đến từ cả hai bên. Và PSG đang cuốn con Baron này. Betty thì máu hơi thấp rồi. Di chuyển ra đến từ Maple. Betty thì sẽ có dịch chuyển luôn. Có dịch chuyển luôn. Rất nhiều dịch chuyển đến từ phía PSG. Nhưng hiện tại là Betty chưa dịch chuyển. Anh ta cảm nhận rằng với bộ ba của PSG ở cánh trên này, sát thương sẽ là đủ rồi. Achu cần phải lùi lại. Anh ta đang không còn nhiều máu nữa. Và sẽ là con Baron dành cho bên phía của PSG mà thôi. Một tiếng giao tranh rất đẹp đến từ cả hai. Một giao tranh rất đẹp nhưng mà rõ ràng là bên phía PSG làm tốt hơn trong cái vấn đề là chọn mục tiêu. Khi mà họ chọn được vào người của Fescoe và sau đó là Supa. Khó thở với mấy thằng này quá thì nhanh, một con Smolder thì quá nhiều mấy thằng biết gì với Madlen mà về đất coi nó khó thở đi. Madlen coi bị thấp đi. Cái combo combo của Madlen chỉ được đúng một nhịp đầu tiên là siêu bom dập xuống và cái siêu hùng dáng thế hất lên hết. Mà nó cũng có một công đến từ Maple nữa khi mà anh ta tự đưa mình trở lại với cái trung tâm của siêu bom địa ngục và siêu giáng thế bằng việc gom được Eljoya và Alvaro lại ở trong tiếng đó. Nhưng mà Betty, thành viên quan trọng nhất đến từ PSG, vô cái vòng thủy sĩ này các bạn chắc phải chỉ tầm 30% nhắm vào một Fescoe không còn được. Mỗi ngày chắc được chừng ta thành công cho việc hạ đục Fescoe và sau đó là tốc biến 3 trận là khỏi tầm tấn công. Chơi game nhìn các bạn nghiêm túc. Như đó là một pha mà cái gói rất còn là toàn siết không giúp Betty đi một đoạn. Nên là Betty sau 4-5 trận mỗi ngày, hai ngày hôm nay 4-5 trận mỗi ngày toàn siết không. Với lợi Baron thì các thành viên bên phía PSG sẽ triển khai cái thế trận đẩy sang hai cánh. Họ đang có được một lượng máu khá lớn từ trụ hai khu vực đường dưới. Và Maple có mặt ở đây với thêm cả một cái bó tên ánh sáng nữa. Khả năng gây sát thương của ta bây giờ đã được đảm bảo với tỷ lệ chí mạng nên là liên hoan Siegbacklin. Thực ra ở ngoài đời thật có một cái liên hoan Siegbacklin rất là nổi tiếng anh em. Của
của Betty mà thôi. Bạn nào Google thử đi. Sẽ phải làm mật quyền lực thiên nhiên giữ chân lại được một người. Đó là Zalo. Và bên này thì Maple đã một pha solo kill ấy. Huê. Nói chung là Huê ở đường giữa. Nhưng ở cánh dưới này thì Merwin đã phải nằm xuống. Đó là một tình tới vòng tứ kết bán kết thì là nước Pháp là một cái quốc gia mà có một cái khái niệm nổi tiếng là hệ Pháp các bạn. Sau liên hoan SEA Berlin thì chúng ta sẽ tới xem hệ Pháp. Tận dụng rất tốt. Nó đang đem lại cho PSG đó là khoảng cách 3.800 tiền đến từ Baron này rồi. Nếu không phải là vì cái tình huống shutdown vừa rồi thì con Baron này nó phải là 4.000 đến 4.500. Khi mà Maple nên băng hơi sâu vào pha thi đấu vừa rồi, ta có thể đánh từ từ để lấy thế đẩy vào cái trụ 2 không một đường sữa. Nhưng thôi không sao cả, bởi vì anh ta lấy đi được một cái chiêu cuối rất quan trọng trong việc đẩy lính của Madlen. Đó là một cái tình huống mẹ ơi. Và giờ thì đường giữa vẫn đứng sừng sững nên là Betty cứ dựa lưng vào trụ 1 để đẩy mà thôi. Còn Kai'Sa người ta đã có được 3 đồ. Một pha thi đấu mà Maple đã có được Q3, anh ta bay thẳng vào luôn. Nhưng mà chiêu cuối hụt, đó là lý do tại sao mà anh ta mất cực kỳ nhiều thời gian để bắn từ trụ. Sau vâng, lại còn đi vào vâng, cái gọi mẹ chọn sai đường đấy chứ, nếu không là Maple đã về được rồi. Cười. Tiếc thật, sao nó lại đi cái đường đấy. Có thể là những gì mà ban huấn luyện bên phía PSG nói, tôi không hiểu trên Đài Loan, tôi không hiểu được. Để xem tình huống này tình y như cái đợt 14.16 chúng ta nói về với nhau về câu chuyện này còn gì. Nghĩ là họ chỉ tận dụng để kiểm soát tầm nhìn. Nhớ cái pha của thằng thằng BDD không? Rờ hụt chặt ba cái quy thì hụt hết hai cái. Tốt hơn khi mà quyền lực thiên nhiên đã đánh thường. Và tuyệt mệnh của Maple đã có. Eoya đang đứng ở một góc như này, Udi đang đẩy lên cùng với cả Junjia. Solo kill. Cũng là con Zik thì phải. Tầm nhìn của mình vào và lấy đi mắt. Hình như vẫn là con Zik. Đúng không? Pha đó vẫn là Zik đúng không? Lấy đi những cái con mắt này thì Alvaro sẽ phải về nhà sạc mắt và lúc đấy họ sẽ không thể mở giao tranh được với thì Madlen. Trong khi đó thì Maple vẫn đang rất là chill. Anh ta cứ đẩy ở đường dưới và đường giữa di chuyển là cực kỳ nhanh. Thứ nhất là thề nếu hiểu sao nó lại ăn được mạng. Xong sau đó lại thề nếu hiểu sao nó lại chết. Mấy vụ đánh một pha mà người ta đéo hiểu hai lần. Cũng là một cái điều đặc biệt các bạn, không phải dễ làm được đâu. Giữ được hai người trong đó có Alvaro. Alvaro combo vào, combo combo. Không mất bao nhiêu máu cả. Elia đấm lên. Ngay lập tức Junjia tu theo và tốc biến về. Gọi mẹ. Như siết chưa? Bây giờ tận như siết chưa? Và họ vẫn chưa thể nào lấy được trụ hai đường giữa đến từ bên phía Madlen Coy sau một loạt tình huống cấu rượu. Ây da. Những tình huống tia chi kích đến từ Betty vẫn đang có chuẩn xác rất cao. Bây giờ thì nó trượt rồi, vừa khen xong. Với những cái món trang bị anh ta đang cầm trên người, cường hóa được đủ 3 kỹ năng đến từ Kai'Sa. Dòng 3 sẽ có một cách đơn giản dành cho Junjia mà thôi, không có cách nào để cho bên phía Madlen Coy có thể tiến ra đây và cạnh tranh được cả. Nhưng vấn đề là bên phía PSG 5 người lao vào nhau BK mà hết chiêu thế nào những nhịp phòng ngự này. Không phải chết. Nó có được một con Smolder vượt qua ngưỡng là 225 stack rồi. Và Zik thì đang chạm tới mốc là gần 3 trang bị lớn. Cái trụ cũng còn nguyên luôn. Sát thương sẽ là rất nhiều đến từ phía Madlen Coy. Ảo chưa? Vấn đề là họ chưa thể tìm ra được những phong cách đẹp. Và nếu như họ không tìm ra được cái sự chủ động trong trường giao tranh thì PSG sẽ dần dần bóp nghẹt họ với cái đồ đánh macro du ngủ mình. Sao như vậy? Và bây giờ chúng ta nhìn thấy cái khả năng chống chịu của bên phía MBK. Không đánh như hồi nãy như mấy thằng pha tích là cũng vui rồi, cũng khác với thằng Fly rồi, hai trận khác nhau. Và Betty nữa. Cái lối chơi của thằng Fly chỉ có gặp Gam với lại trận này của nó thì khác. Pha tích thì nó đánh vẫn giống như bình thường. Pha tích nó đánh bình thường là y chang nha, hồi nãy đánh với Gam á. Cũng kiểu vậy á. Số là 10.000 tiền rồi. Thực ra chúng ta nhớ lại ở cái vòng khởi động, PSG đụng độ với Madlen thì lúc nào PSG cũng sẽ là đội dẫn trước. Và sau đó họ tự vấp và những cái pha vấp đấy là rất nặng. Chính xác. Trong khi đó ở ván thi đấu này thì họ không vấp nữa. Và họ đang làm cho chúng ta thấy được một cái khả năng macro kiểm soát bóp nghẹt cực kỳ hoàn hảo. Chính xác là chưa hề vấp một lần nào cả. Nên bên phía của PSG, 3 điểm hạ gục mà họ bị nằm xuống đều là những tình huống giao tranh. Và bắt buộc là phải nằm xuống mà thôi, chứ không cách nào khác cả. Có mà hả? Maple mà. Rồi thì pha đấy coi như là anh ta bắt buộc phải đi hướng đấy. Anh ta sợ hướng bên kia có người khác. Tôi có thể báo chữa Maple là như vậy. Còn bây giờ thì lượng tiền trên tổng toàn bản đồ, 3 người giàu nhất đều là các thành viên chủ lực đến từ bên phía của PSG. Và nó rõ ràng là cho thấy một lối đánh bây giờ hoàn toàn là có thể lấy tiền đè người được đến từ PSG. Nhưng họ không thích. Đó không phải lối chơi của họ. Họ muốn chơi kiểm soát an toàn. Ba đường sắp xuất hiện rồi. Udi đang là mục tiêu mà Elia muốn nhắm tới. Nhưng mà quyết định là thôi, rút lui về. Và ở thời điểm phút 28 của ván đấu này thì con Vi rất khó để có thể chơi. Bởi vì chống chịu không đủ, lượng sát thương cũng không đủ nữa. Thì bạn băng vào khả năng cao là bạn nằm. Cùng lắm thì bạn đổi được một người mà thôi. Nhưng mà với khả năng chống chịu của Junjia ở thời điểm hiện tại, tôi nghĩ là Eoya băng vào không đổi được ai cả. Những cái thành viên khác thì có quá nhiều sát thương. Đại tiếp à? Vi, một cái sốc điện thôi. Mất 2/3 cây. Và phải đi về. Cực kỳ khó thở. Để mình check cái tỷ lệ thắng của Yone hiện tại. Level 17. Wow,
giáo án này hay nha. Pham rất cháy đến từ vị trí của Maple. Nó chưa cháy được bằng cap của hôm qua nhưng mà cũng là cháy rồi. Bây giờ đang là Baron rất nhanh đến từ phía PSG. Baron coi biết được điều đó, họ đã di chuyển tới. Đó là một pha thi đấu mà bên phía của PSG ăn Baron là rất nhanh. 75% nha anh em, rất cao nha. Sẽ là đánh người mà thôi, nhưng đó là quyền lực thiên nhiên. Maple đã câu được cú đột biến của Alvaro. Bên phía này là siêu hùng dáng thế, họ muốn tấn công Betty. Betty bấm đồng hồ. Frescovi chỉ bắn được vào người Achu mà thôi. Achu sấy vào người của Alvaro. Giao tranh 500 hiệp. Nhưng ở bên phía này thì Alvaro không tìm được Betty. Và Udi làm gì vậy? Siêu cuối không trúng ai của Udi. Đã có nhưng Maple. Giao điện nổ ác. Hết sát thương rồi, Frescovi phải chạy về mà thôi. Nhá có Ramos tiếp tục tấn công vào Junja. Junja bị cài nhưng sẽ là một tình huống câu để dịch chuyển mà thôi. Betty dịch chuyển. Sao xạ thủ đối phương lại có mặt ở đây và Frescovi đang chịu những cơn mưa. Icardia tia chiến kích lại tiếp tục trúng một tình huống đu vào nhẹ nhàng. Trời ơi, em cho AD ăn Junja tham. Ngày hôm nay chúng ta chưa thấy nhiều lắm những tình huống gọi là lỗi đam đến từ giao điện giống như ngày hôm qua. Nhưng vừa rồi là một tình huống như vậy khi mà Betty thậm chí thấy chưa? Thấy Yone sốc điện chưa? 4-1-6. Cắt chém của Maple kích hoạt được điểm assist dành cho Betty. Giao điện của Betty kích hoạt từ khoảng cách khoảng chừng hơn 1000 cây số. Và sau đó khiến cho một thành viên nào đó từ Madden Coin cũng phải nằm xuống với sát thương đến từ giao điện. Và lợi thế về nhân sự đang giúp cho PSG có được khả năng lấy đi đó là hai cổng linh siêu cấp của đối phương. Và sau đó với lợi thế chênh lệch là 4000 tiền của Madden này, PSG chưa muốn kết thúc ván đấu, rất là PSG. Thực ra là bởi vì Betty đã tăng rất là nhiều phát bắn từ trụ ở trụ 2 khu vực đường giữa để có thể tấn công vào người Frescovi. Nên là lượng máu của anh. Còn tỷ lệ thắng của nó đang là 75% nha anh em trước trận này nha. Tạt qua là cướp hết tài nguyên trong rừng của MBK. Đây là con tướng đang hiện tại là OB nhất của chung kết thế giới rồi đó. Trận đã được đóng rồi. An bài rồi. PSG bây giờ quá khó để họ được đánh 8 lần thì 6 thắng, 2 thua thôi. Tỷ lệ chí mạng của Maple bây giờ đã là gần 100% rồi. Và lúc này phát nào chém cũng rất là đau, rất là thấm. Chắc là phải chờ cho Maple và Betty vấp cỏ liên tục thì mới thua được. Chứ bây giờ thậm chí Rudy còn đang lòn như thế này mà bên phía Madden Coin không có thông tin. Rồi không có thông tin. Có cả vị trí của Achu luôn. Nhưng mà họ chạy rất nhanh. Ừ. Họ đi vào khu vực của nhưng mình mà, có nhưng tầm mà, nhìn. Nhưng mà Udi gọt được 3 người và đó là mưa tên lửa. Betty băng vào combo rất chuẩn xác đến từ bên phía PSG. Tuyệt mệnh của Maple cũng trúng và tan vỡ đến từ đại diện đến từ LEC. Eoya sử dụng chiêu cuối cho đẹp. Và đó là 4 điểm hạ gục và một lần nữa Alvaro là người nhẹ nhàng luôn. Nhất còn sót lại của MDK. Không cần thế lính, Julia tốc biến vào phá nhà luôn. Cần chứ, phải cần lính chứ vì là đối phương vẫn còn một trụ mà. PSG chắc là PSG tưởng là đối phương chỉ còn nhà chính à? À không. Họ cho nó nhanh đi và cho nó nhanh. Và Achu cũng sẽ đưa được lính lên để có thể kết thúc ván thi đấu này. Thôi gọi là cồng kềnh một chút xíu nhưng không sao cả. PSG đã trả được món nợ ở vòng khởi động và bây giờ họ đẩy Madden Coin xuống với nhánh 02. Như vậy là đại diện cuối cùng của nhánh 02 đã có và đại diện cuối cùng của nhánh 1 đều cũng đã có. PSG một khi xuất hiện ở vòng Thụy Sĩ, họ đem đến cho chúng ta những cái ván đấu như thế này. Một ván thi đấu bóp nghẹt đầy cảm xúc với giáo án Yone cầm sốc điện. Hay. Hay. Đè đường thì không phải là đè đường, nhưng mà nó sẽ giúp cho cái giai đoạn mid game những tình huống gọi là nếu như bạn không thể nào mà ôn đi đối phương được thì cấu rỉa và giật về vẫn sẽ kích hoạt được sốc điện với những tình huống đánh thường chạm đúp và sau đó giật về. Yone mới thua 2 trận. Là trận thằng Cap cầm thua Han Wa. Rất là tốt với chất tướng Yone. Và trận Humanoid cầm thua DK. Là 2 trận mà châu Âu thua LCK. MDK ở giai đoạn còn lại là thắng hết. Thì nó khiến cho Maple tự tin là mình đi đường sẽ không thua so với Frescovi bên phía bên kia, nên anh ta sẽ lấy một cái điểm ngọc để có tác động ở giai đoạn về sau khi mà anh ta sang cánh đẩy lẻ. Thì đó là một cái lựa chọn.